mời các bạn ghé thăm kênh Nhà đẹp Thanh Hóa. Trên này chúng tôi có đăng các video giới thiệu và phân tích các cái mẫu thiết kế nhà đẹp kèm theo giá cho các bạn có thể tham khảo. Và hãy nhớ subscribe kênh này để cập nhật sớm nhất các video chúng tôi đăng lên hàng ngày các bạn nhé. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhà đẹp Thanh Hóa. Thì trong chương trình giới thiệu mẫu nhà đẹp do công ty cổ phần kiến trúc Kỳ Sở Tổ Thiết Kế ngày hôm nay, tôi mang đến cho quý vị và các bạn một cái mẫu nhà vườn mái Thái thì, do anh Đỗ Xuân Minh làm chủ đầu tư, được xây dựng tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Thì căn nhà có thiết kế công năng 3 phòng ngủ, 2 khu vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng thờ và 1 khu bếp ăn. Căn nhà của anh có diện tích sử dụng 140m2. Thì quý vị và các bạn hãy cùng tôi tham khảo xem thiết kế chi tiết căn nhà này như thế nào nhé. Thì căn nhà của anh được các kỹ sư chúng tôi thiết kế với kích thước tổng thể là chiều rộng 12m79, chiều sâu là 18m4, bao gồm cả phần kích thước sảnh nhé. Chứ còn nếu mà tính diện tích phần không gian ở, phần bo tường đây, thì diện tích là 140m2. Công trình có chiều cao tổng thể là 8m95, trong đó phần chân công trình cao 75 phân tương ứng với bậc ngũ cấp, tầng 1 cao 3,9m và phần mái Thái cao 4,3m. Thì chúng ta hãy quay lại mặt bằng để xem chi tiết công năng của căn nhà này thế nào. Đây là bản vẽ chi tiết mặt bằng nội thất kiến trúc tầng 1 của căn nhà nhé. Thì căn nhà này bước từ sảnh chính là ở cái vị trí tôi đang chỉ đây, qua cái bậc ngũ cấp lên sảnh, bước vào phòng khách rộng 29,4m2. Ngay phía bên phải là một phòng thờ rộng 10,2m2 với một cái cửa sổ quay ra phía mặt tiền. Đó, đi sâu vào trong một chút thì chúng ta đến một cái phòng ngủ 1 rộng 12,2m2 và ngăn cách phòng khách và cái khu bếp ăn. Ở đây thì chúng ta có một cái hệ lam trang trí giả gỗ ở đây, đúng không? Thì đi qua cái khu vực này chúng ta đến cái khu bếp ăn rộng 25,6m2. Và đương nhiên cái khu bếp ăn công ty chúng tôi luôn thiết kế có một cái cửa phụ đi ra phía bên này nha các bạn. Đó, đây là một cái thiết kế rất là phổ biến và cũng là trend hiện nay cho các cái mẫu nhà vườn mái Thái hay là mái Nhật. Ngay bên trong không gian phòng ăn này, chúng ta có một cái cửa đi vào phòng ngủ 2 rộng 13,9m, đi sâu, tiếp tục đi sâu vào trong nữa. Qua khu phòng ăn thì chúng ta đến một cái khu sảnh chung. Đây, ở đây có một cái phòng ngủ master rộng 13,4m2 và có cái nhà vệ sinh riêng rộng 2,7m2 ở bên trong này. Thì ngay trước cửa phòng ngủ này, ở bên đối diện này, thì chúng ta có một cái hệ lam trang trí ở đây thì để cho cái view nhìn từ bên trong phòng ngủ ra cái cửa này nó không bị thô kệch khi nhìn thẳng vào cái máy giặt như thế này các bạn ạ. Đây, còn đây vị trí để máy giặt nhé. Còn đây là cái khu vệ sinh chung và khu phòng tắm cho cả nhà. Trong đấy cái khu WC rộng 2,1m2 và cái khu phòng tắm rộng 4,7m2, rất là rộng rãi, thoáng mát, thoải mái luôn. Đó. Thì từ cái khu trước cái khu vệ sinh thì ra chúng ta có cái cửa ra sân hậu phía sau nhé. Đó. Chúng ta cùng đến phối cảnh 3D để hình dung chi tiết hơn về thiết kế nhé. Đây. Các bạn có thể này, đây là phối cảnh 3D chi tiết nội thất của căn nhà này. Đó, chúng ta bước từ sảnh chính nhá, sảnh chính đây này. Đi vào trong, đó, đến phòng khách, đây là phòng thờ này, đúng không? Đấy, đây là phòng ngủ 1 này, phòng ngủ 2 này. Đấy, đây là phòng ăn, đây gian bếp nấu này, phòng ngủ 3 với nhà vệ sinh riêng và đây là khu nhà vệ sinh chung. Đó, đây là cửa hậu ở phía sau. Đấy, đây là cái đường ra sảnh phụ nhá. Chúng ta cùng với lên mặt bằng tầng mái thì để lên tầng mái chúng ta có một cái lỗ thăm, lỗ thông tầng rộng 70x70. Thì ở trên này chủ nhà sẽ không bố trí đặt tét nước đâu. Đó. Thì chỉ có một cái
cửa đi ra cái khu đặt téc nước ở bên ngoài này. Đó. Thì téc nước sẽ được đặt trên một cái sàn phụ rộng cao hẳn lên trên, nó cao đến tận cốt 7 mét đúng không ạ? Thì téc nước sẽ đặt ở trên này, dùng nâng cao cái cột áp của nước lên, không để nước bị yếu. Đồng thời là cái vị trí mà đặt bể nước, téc nước ngay bên trên nhà vệ sinh như này thì sẽ giảm đi rất là nhiều các cái đường cúp, đường trạch của cái hệ thống cấp nước. Thì qua đó thì sẽ làm giảm cái việc mà hao hụt áp nước trong cái quá trình sử dụng nhé. Đó là chi tiết về ngoại thất của căn nhà này, thì chúng ta hãy cùng tham quan kỹ hơn ở bên phía ngoài bằng hình ảnh ngoại thất nha các bạn nhé. Trên màn hình của quý vị và các bạn là hình ảnh quang cảnh 3D ngoại thất của nhà anh Minh. Thì căn nhà của anh được thiết kế theo kiểu nhà vườn phong cách hiện đại, sử dụng hệ máy Thái với các cái màu phối cơ bản là màu trắng, màu ghi hồng của phần mái, cái màu rất là lạ đúng không ạ? Phần tường trắng này, ở trên cái bảng tường trắng thì chúng ta có cái dải màu phụ như là cái màu xanh ghi nhạt ở cái phần cổ tường đúng không ạ? Phía bên trên đó, thì trên cái mảng tường trắng thì sẽ tiếp tục kéo dài xuống dưới chân, và cái chân công trình thì sẽ được sử dụng các cái gạch thẻ màu xanh. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái đá thẻ bằng đá xanh ốp vào, cái việc này giúp cho cái phần chân công trình bền bỉ về mỹ thuật, không bị ẩm mốc bong tróc sơn chân tường theo thời gian khi mà mưa ngấm vào. Đúng không? Thì nổi bật ở trong cái thiết kế ngoại thất của căn nhà này đó chính là hai cái hệ mái chữ A, mà chống đỡ hai cái hệ mái chữ A này thì là hai cái cột có kích thước tương đối lớn là 50 x 50. Ở chân cột thì được sơn các cái họa tiết giả đá, hoặc là có thể ốp gạch men vân giả đá hoặc là ốp đá tùy chủ nhà lựa chọn. Phía bên trên thân cột thì được giật lõm vào và được đắp vữa gồ ghề, rồi sau đó sơn giả lên trên cái phần vữa đấy, dùng để tạo điểm nhấn cho cái phần thân cột, và đồng thời là cũng tạo một cái phần cách điệu cho cái phần cột đó đúng không? Kèm theo với lại các cái đèn ốp cột này thì hứa hẹn là cái căn nhà này tuy đơn giản thôi nhưng mà về ban đêm cũng sẽ rất là rực rỡ và đẹp. Hệ cửa sử dụng trong cái căn nhà này đó chính là hệ cửa nhôm kính màu đen mờ với các cái cửa sổ, cửa phụ đi ra vào, cửa thông phòng sẽ sử dụng cửa gỗ hoặc là cửa composite thì tùy chủ nhà sẽ lựa chọn nhé. Phía cửa chính ra vào thì chắc chắn rồi, thì phổ biến hiện nay sẽ là các cái hệ cửa gỗ kính hiện đại nhưng vẫn rất là truyền thống. Bậc ngũ cấp ở công trình này thì được sử dụng mặt lát bằng đá, và cái cổ bậc thì được ốp bằng các cái đá trắng có vân mây. Đây các bạn thấy. Thì ở các góc nhà cũng được các kiến trúc sư tận dụng không gian chết này để bố trí một cái góc xanh nhỏ, thì để làm sao đó tận dụng tối đa các cái không gian nhiều nhất có thể để chèn vào trong đó là các cái không gian cây xanh, giúp cho cái căn nhà gần gũi với thiên nhiên hơn. Chúng ta cùng tham quan một vài cái hình ảnh khác nhé. Đây là góc nhìn từ trên xuống. Đó, đây là vị trí mà đặt téc nước và các cái bình năng lượng mặt trời ở phía sau nhà này. Đó. Đây là các cái ô lấy thoáng thoát hơi nóng ở phía trong phần mái nhé. Ở đây một góc nhìn khác, các bạn có thể thấy cái màu gạch được cái màu đá ở đây là sử dụng nó rất là đẹp đúng không ạ? Phía trước này thì cũng được bố trí một cái bồn cây ở dưới cửa sổ này. Đây là tổng thể từ cái mặt cửa chính đi vào mặt sảnh chính ấy. Thì ở trên có cái phần mái thu hồi này thì để tránh những cái mảng tường trắng đơn giản thì chúng ta sẽ cho thêm các cái chỉ màu xanh ở đây. Đó. Rất là nhẹ nhàng và tinh tế thôi, không cầu kỳ đúng không ạ? Thiết kế đơn giản.
Như vậy, tôi và quý vị các bạn vừa tham khảo thêm một mẫu nhà nữa do công ty của chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Minh ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Thì nếu quý vị các bạn thích cái mẫu nhà này hoặc quý vị các bạn muốn công ty của chúng tôi thiết kế cho một cái mẫu nhà theo ý riêng thích của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở dưới màn hình. Đồng thời, hãy like và share video này và nhớ theo dõi kênh để cập nhật nhanh nhất những video mà chúng tôi đăng lên hàng ngày để quý vị các bạn có thể tham quan thêm được nhiều các cái mẫu nhà đẹp mà do chúng tôi thiết kế các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.